Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách. Chào mừng mọi người đã đến với thế giới của những rich kid. Và vừa rồi là một màn chào sân cực kỳ gắt của hai đối thủ hôm nay của chúng ta. Đầu tiên, để cho không khí không nguội đi thì chúng ta sẽ mời đến với bạn Phương với set đồ ngày hôm nay. Mời bạn. Trời ơi, fancy chưa? Thực sự thì cái set đồ này của mình cũng không có bao nhiêu hết trơn á. Đầm 1 triệu mốt, áo khoác 1 triệu, túi xách 800, giày 600, cột bông tai hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc. Chỉ có 1.220.000 thôi à. Dày 1 triệu 2. 1.220.000. Phải không? Trời ơi, cái set khuyên tai này á, hôm trước tôi dẫn bà đi mua này, là mấy cái nhỏ nhỏ ấy, là tổng cộng là 15.000. Đúng không? Đồng giá 15.000. Còn cái dài dài ấy là 20.000. Là xong rồi lại còn sale đi nữa là 65.000. Chốt giá. Cái gì? À, mà cái áo này lúc nãy bà kêu bao nhiêu? Thì 1 triệu. 1 triệu đâu ra? Trời ơi, cái đống này là trong đống đồ sida hôm trước tôi dẫn bà đi mua đúng không? Là 200.000. Như vậy set đồ của bà Phương tính gộp lại là 2.865.000. Thôi tính 4 triệu cho bà vui đi, chứ nhìn cái set đồ đó làm sao mà tới giá 2 triệu mấy được. Xích ra đi, lui xuống được rồi. Đây nè, bây giờ là tới giây phút tôi tỏa sáng rồi nè. Đồ hiểu là không có cần nói nhiều, không có cần phải đứng ưỡn ra rồi xê ra chỉ từng món một, mệt lắm. Nhìn vô, focus vô giùm nha. Thấy? Thấy gì không? Thấy chân. Không, nhìn kỹ vô. À, đôi giày. À đúng rồi, đăng đôi giày đúng rồi. Check cái mã ra liền. Check mã hả? Ừ. Từ từ nha. Không cần nói nhiều, không cần đứng ngửa nghẹo đâu nha. Trời ơi. Chín triệu. Wow. Có 9 triệu hả? Trời ơi, tôi buồn ghê luôn á bà Phương. Cái đôi giày tôi là ăn đứt nguyên cái set đồ của bà rồi. Tôi cắn đắng lương tâm tôi lắm á. Không may á, mày mốt á, bà ráng đi. Bà về nhà bà dọn hết cái tủ đồ bà luôn. Cái nào mắc nhất là bà ra bà chơi với tôi. Còn nếu mà không có thì bà nói tôi một tiếng. Tôi kiếm nào rẻ nhất nhà tôi ra đó chơi với bà cho bà vui nha. Chứ không có thời gian, thiệt bận lắm. Giờ này bận đi làm đẹp á. Đừng có phí thời gian của bạn mình vậy. Thôi về nha, đứng đây nóng chóng mặt mà còn mắc cỡ giùm bà nữa. Về nha. Ôi trời ơi, gắt quá vậy. Hay. Ừ đúng rồi. Coi tivi hả con? Dạ, chú. Winner nè. Dạ. Cũng lâu lắm rồi chú chưa có cho tiền tiêu vặt. Bữa nay chú sẽ cho. Dạ thôi không được đâu. Con cũng có tiền mẹ con cho rồi, con không nhận của chú đâu. Con cứ cầm lấy, hai anh em muốn mua cái gì thì cứ mua đi ha. Okay. Con tạm thời nhận. Ba, con cũng đang kẹt tiền, bán tiền cho con tiêu vặt.
năm sau đi. Trời đất ơi, cái gì mà ứng tiền tiêu vặt tới năm sau lận con? Chứ bây giờ ba biết xong môi con hết rồi, giày con cũng hết, mà giờ điện thoại con còn mới bị bể màn hình nữa. Cái chuyện mà bể màn hình là do con, mà con xài được thì cứ xài thôi chứ con. Rồi hết xong môi thì bữa trước ba đã cho tiền con mua rồi. Thôi ba không có tiền đâu, vậy đi. Con người khác thì lén lút cho tiền, con ruột thì coi như con ghẻ vậy. Ba không cho tiền con cũng có cách. Ê nhóc. Hử? Có tiền không cho tôi mượn đi. Tiền nào, tôi làm gì có tiền đâu. Đừng có mà xạo xạo. Tiền cô Linh cho với lại tiền chú Nguyên lén lút cho đâu. Bây giờ con muốn tôi mất không? À thì bao nhiêu, muốn mượn bao nhiêu? Winner này nha, là nổi tiếng từ xưa đến nay là rộng lượng với tất cả những người thân xung quanh. Cho cái giá. Thì thật ra thì tôi cũng mới order đồ ở trên mạng á. Thì đồ cũng đồ hiệu nhưng mà rẻ thôi à. Lát hồi người ta giao tới nè, có giày, có son môi với lại có áo nữa. Tôi để tên ông hết rồi đó. Hả? Lấy giùm tôi nha. Đồ hiệu? Rẻ lắm. Rẻ lắm, vậy nha. Đây, đây là hàng của cậu. Còn trong đây có cái hóa đơn của cậu nè. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Em trả tiền luôn nè. Dạ, em gửi. Em cảm ơn nha. Ê, cậu đi đâu vậy? Như đây đâu có đủ đâu. Phiền cậu coi lại cái hóa đơn coi bao nhiêu. Ủa, em đưa đủ rồi mà ta. Trời ơi, có gì trong này mà 3 triệu lận á? Đúng rồi, cậu mới đưa tôi có 1 triệu à. Cái này... chết rồi. Sao trong này có cái gì mà tận 3 triệu lận chị tính cắt cổ em à? Thì tôi đâu có biết đâu. Thì bây giờ hàng lỡ giao rồi đâu có đổi trả được đâu. Mấy phiền cậu thanh toán đủ giúp tôi nha. Thôi từ chị. Em phải gọi cho bạn em cái. Cái này thật ra là bạn em nó mua. Phường người nghe máy đi. Chết tôi. Chị, thật ra là cái đống đồ này do Phương có đặt chứ không phải em. Em chỉ người nhận hộ thôi chứ em có biết gì đâu. Phương nào, tôi đâu có biết Phương nào đâu. Đâu, cậu coi lại trong cái hóa đơn coi. Đây, đây có phải là tên cậu không? Winner. Thì tên em là Winner nhưng mà thì đúng rồi. Cái này không phải là em mua, mà Phương mua. Bây giờ cậu tính làm sao, cậu định bơm hàng tôi phải không? Cậu diễn có lý do phải không? Mấy tôi la lên cho mọi người biết nha. Có chuyện gì mà ồn ào gì cưng? Chị, thằng nhóc này nè, nó mua đồ của em 3 triệu mà nó mới được em có 1 triệu à. Cái gì? Mua cái gì tới 3 triệu cho chị mượn coi cái dạ. Bill. Winner, con mua cái gì mà tới 3 triệu như vậy? Hả? Con... đưa đây này coi. Cái thằng này. Trời đất ơi. Cái này là đồ con gái mà Winner. Dạ. Mẹ phải nghe con nói đã. Winner. Không lẽ nào con? Không nha, mẹ đừng có nghĩ thế nha. Thực ra là mấy cái đồ này không phải do con đặt mà là con nhận hộ thôi. Cái đống đồ này của bà này này. Bà này bà đặt xong rồi bây giờ bà nhờ con nhận hộ. Bà nói đi, bây giờ mọi người hiểu lầm tôi rồi này. Chính cái này phải của con không? Hả? Winner nói là của con, mua cái gì mà tới 3 triệu mà đồ con gái không nè. Cái gì nữa? Nói đi. Bà nói cho mọi người biết chứ bây giờ mọi người lại hiểu lầm tôi bây giờ. Trời ơi. Bà ấy mới là người bom hàng chứ không phải con. Trời ơi, mẹ phải tin con chứ. Cái đống đồ này không phải là con đặt mà là bà ấy đặt. Bà bom hàng chứ ai? Thôi đúng rồi. Để tay lại đàng hoàng coi. Khoanh tay lên cho mẹ. Linh. Có chuyện gì mà em phạt con vậy? Em hứa với anh là không có nóng tính với con nữa mà. Con mình nó lớn rồi em phạt cái vậy rồi nó suy nghĩ làm sao? Anh nữa. Lớn nhỏ gì trong cái nhà này làm sai cũng bị phạt như vậy hết á. Còn anh hỏi em nữa hả? Anh chiều riết làm sao giờ tụi nhỏ nó hư hết rồi đó. Trời đất ơi. Thiệt sự tôi bực mình với cha con nhà này quá mà. Đứng lên cho mẹ. Nè Winner. Lại đây. Nói cho chú nghe có chuyện gì. Chú hỏi bà Phương kìa. Lừa con mua cái lọ nước hoa 3 triệu lận. Xong bây giờ đi đổ thừa cho con. Thiệt sự là oan ức quá mà. Đứng kịp đó. Lùi lại.
Chuyện gì vậy? Ba để cho con tự nói đó, đừng có tưởng là ba không biết gì. Vụ chai nước hoa nè, con nói đi. Con có làm gì đâu. Bây giờ con không nói đúng không? Con không nói thì để ba nói nè. Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào á mà con xe xua với bạn bè mua sắm hàng hiệu, quần áo nè, giày dép nè, nước hoa mắc tiền nè. Từ lúc nào vậy con? Con đâu có xe xua hàng hiệu đâu. Sao tự nhiên ba nói vậy? Con làm như ba không biết vậy đó hả? Con mua quần áo hiệu nè, giày dép hiệu nè, túi xách hiệu nè, nước hoa mắc tiền nè. Thì cái vụ nước hoa coi như là con có làm, nhưng mà mấy vụ kia đâu có. Con còn chối hả? Nếu con không có mua thì tại sao cô bé Mai á nó kể cho ba nghe hết rồi? Cái con nhỏ này. Ba không có cấm con mua sắm, nhưng mà mua sắm thì mình cũng phải có chừng mực một chút, hiểu chưa? Không có đua đòi với bạn bè cái chuyện đó. Rồi bây giờ á, mua sắm hay làm gì cũng được, nhưng không có được lọc lừa anh em trong nhà. Ai, lại là đồ order của bà Phương. Mẹ bà chú coi đi. Người ta nói là cái đồ lần trước giao nước hoa ấy bị thiếu. Không biết nó gây cái chuyện gì nữa đây nè. Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Cô yên tâm, chai nước hoa này là tiền con xin của ba đó. A hi hi. Mẹ tiếc tiền mẹ khóc rồi. Thôi đừng nói tầm bậy. Cái gì em? Thôi thôi thôi, đưa con coi. Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Gì vậy? Hai mẹ con này làm cái gì vậy? Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Vậy là em hiểu lầm con nhỏ rồi. Trời ơi. Con gái. Mai đây là cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta cùng bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi che chở. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rất xa. Mai ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta cùng bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi che chở. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rất xa. Đáng yêu quá trời.